Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kim Hòa Fashion. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ một bữa tiệc rất là vui. Chào mừng các một cô bạn ở bên Mỹ về chơi. Các chị em đồng nghiệp hẹn lại tại cái quán số 1 đường Sư Vạn Hạnh, quận 5. Đây là một quán Musa chuyên bán về cà ri Ấn Độ nha các bạn. Mời các bạn hãy cùng xem video này của mình rất là vui và hấp dẫn đó. Chụp lại với chồng với con mình ra đó, chịu khó chụp mình mới không mà đi với người nào chịu khó chụp á, chịu khó chụp á, chịu khó chụp, bỏ lui chị ra không được, chị nói chị mệt lắm nha, nát nội luôn, nát cái nội luôn, mà trời ui em mới đẹp lắm, em bao giờ như lại được nữa, em gái chụp đi người ta chụp mà trời ơi em chụp, trời ơi chị ta đứng lên cao luôn, đứng lên cao luôn á, giơ tay giơ, đẹp mấy cái chỗ đẹp, đẹp, có người nào em mới đi được, nhìn nó tốt. Làm thang máy lên thêm hai tấm, hai tấm năm tầng lầu làm thang máy luôn, xong luôn hả? Xong rồi. Chưa làm quá trời hoành tráng quá, tính là xong, tính là trước Tết không kịp, qua Tết mới xong à. Nhà mấy người đó ở nhà thuê, cái em cũng ở nhà thuê luôn, ở chung nhau bạn luôn, gia đình nó về luôn, chỉ Linh Giang không về, Linh Giang không về, vui quá trời, ông bà vui lắm, từ nhỏ về đây ăn Tết chung nhau bạn. Có hành nghề giới thiệu cho ông ta tới mà ăn nổi tiếng quá nha. À, bây giờ ăn Tết luôn hả? Đi bữa nào mình uống ăn cà phê kem qua nuôi đi luôn hả? Qua bên nhà chị Thu, nhà Thu đi, nhà Thu hả? Ủa có Thu à? Ủa chị Thu, chị Thu ở đâu à? Ở quận 9 ở Bình Thôn, nhưng mà Bình Thôn tròn ghê quá, đúng rồi, ở ngoài chị Thu trẻ hơn. Ôi vậy trời ơi, mừng dữ vậy ta. Thiệt không đó? Thiệt. Không về cô da cả. Có nét giống chị Phước á. Da cả chị Phước. Ó kêu đi. Không rành không rành. Cô Thu với cô Phước bao nhiêu là bao nhiêu tuổi? 4 tuổi. 81. Giờ cái này là đây. Như cô Phước ta như là 58. Bây giờ ăn tôm em dê. Dạ. Ăn tôm. Ăn tôm. Ăn dê hả? Không biết. Ăn tôm đi. Đa số ăn tôm ăn dê, không có lành, ăn gì thì tôi ăn gì luôn. Em thấy cô em trẻ trong nhiều người nhẹ ai cũng đẹp mừng quá. Ông này cô da nghe thì nhắc hoài muốn ăn gì cũng ăn gì cũng được, quan trọng nhớ anh tôi đa số ăn gì gọi đó. Tao đây nè, là kêu đi Kim Anh kêu cho nó ăn gì ăn đi, kêu nó cho nó ăn đi. Một nhìn xa vậy đâu có kiến được. Tôi muốn người là tôi, muốn người là tôi, muốn người là tôi. Trời đất ơi, con nó à. Dê cũng biết ăn mà tôm cũng biết ăn. Ví dụ như giờ ăn đây cũng như tôm thôi. Mình một phần đó là 4 người tôm, một phần là 4 người dê. Mình chia sẻ ra, Đúng rồi đó, vậy đi. Vậy đi, coi như là 2 món. Cái nhà hôm nay họp mặt bạn bè. nói được rồi. Mặt bạn bè đó cả nhà, cho nên là mình sẽ chia sẻ đến cái ngày hôm nay cho các bạn xem ha. Bạn bè mấy chục năm mà ít rồi, khi mình nghĩ là em nghĩ lâu rồi đó, em nghĩ là như mười mấy năm rồi. Nghĩ lâu rồi đó, hôm nay gặp lại rất là vui. Ủa cái này là cái đó riêng hả? Cái đó là gì vậy? Ai kêu anh? Đến nhà cà tím, cà tím của bà chị có làm cho mấy bữa, ăn được mấy bữa. Xong rồi còn lại em bên ngoài rồi về đi tour chơi, đi chơi. Bé này lớn quá ha. Bà thì nghỉ. Không thích ở nhà ngủ. Nhớ cô. Không chắc không nhớ. Vậy là cô Thu giỏi á, đi thì là giỏi á, tự tốt đi luôn. Tại bác biết tiếng Anh, bác là Việt Kiều, biết tiếng Anh. À nhà bác nói chuyện tài xế, bác nói chuyện như này này người này kia. Bác dặn, bác dẫn đi vui lắm. Rượu á. Chị đi vậy á là chị đi khoảng tuần hả? Đi tuần. À, một 6 đêm 7 ngày. Xây dựng quá trời luôn, bình chát luôn. Rồi á, mấy em có mở rồi à? Xây dựng em dựng ở Việt Nam nhiều. Ủa, cái này chị đó. Ủa, cái này con em hả?
Việt Nam mình á, không cần gì về Việt Nam mình mới chơi. Nè Kim Anh, coi như là một cái này là hai cái ly, đúng rồi cái lon là 2 tẩy, đúng rồi. Đây cho mình là review của món ăn. Này là gì? Cà ri tôm. Đây là cà ri tôm. Đó, hấp dẫn quá. Cái này là Thank you.
nếu mà chị nói ra là mắc cười lắm á. Mắc cười là sốc hay là... À, ở đây em có wifi. Không có quay mặt em. Rồi. Múa đũa em. Ôi rồi Trang, tí em nó coi đi làm không cô? Tí em mà mua máy thùng sản, trước đó đến giờ. Linh Giang thì ông bác cho tiền mở quán trà sữa. Ở đâu? Ở bên Mỹ nha. Hồi xưa nó học y tá mà. Đúng không? Điều dưỡng hả? Học bởi vì kinh doanh. Lấy bằng cử nhân rồi đó. Nhưng mà giờ có con, không đi làm được. Ở nhà trong con thì giờ ông bán cho chú mở quán thì giờ con nó không tiếp nối nghề thì anh bây giờ nhậu nhẹt vậy anh bọc túi ăn không nụng làm gì nhưng mà cái này nó sướng bên đó thì nó không làm gì mà đây không có bạn bè ạ. Ở bên đó không có bạn bè xây như cũng đang đi nhậu được. Ở đây bạn bè quá trời luôn, tối ngày cũng đem nhậu bay. Bên Mỹ không có cho nhậu đâu. Nhậu đâu là bạn bè đâu, còn ai nhậu đâu, bạn bè đâu mà nhậu. Ai cũng làm ăn chứ, ở bên đó mà không làm ăn. Bởi vậy nó ở Việt Nam nó sướng hơn. Mà như vậy cũng hư rồi. À, nó hư. Tài sản đâu nó còn. Tài sản lớn quá. Tài sản gì? Nói chung là sau này phải biết gìn giữ thì còn, không gìn giữ là cũng túi. Nhưng mà tài sản lớn đấy. Nó có im ỉm quá, nó không có sôi ha. Nhà cho thuê thôi, để ông nghĩ coi. Quỳnh ăn bánh cho thuê, 4-5 cho thuê. Không phải để gì luôn. Trời ơi.
chị biết không, cái này mình ăn cái hơi sống sống vậy biết không? Nhà cô cái phòng tắm cái trống gì nước lạnh, em đến em coi dùm căn hộ cho cô nha, bếp chị một cây 15 cô cung á, thì chị làm bán được em. Ngủ qua chưa mềm em, ngủ qua chưa mềm chú Lê Tân hả? Ngủ qua chưa mềm rồi, cảm ơn em. Cái này món gì vậy? Nào chị, cái này là bắp chuối hả? Hay là mang bắp chuối chị Hòa này nó sẽ giống ăn vậy. Cái tưởng bắp chuối là cái bắp chuối ăn mà mình kêu cũng bỏ. Đúng rồi, đó đó. Cái này sao nó làm cái bỏ trong ruộng đi làm như vậy. Đây là mặt mộc không nè. Nó đây nó cười quá. Nè. Bây giờ mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Để coi cả nhà nha, một buổi họp mặt bạn bè rất là vui, ăn cà ri dê. Bây giờ bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.